Rồi sau khi mình cài cái Win ảo xong thì các bạn thấy là ở trong cái menu VM nó có cái phần install VMware tool là mình chưa cài. Mình kéo thử một cái file từ bên ngoài vào, các bạn thấy là nó không cho ha. Rồi bây giờ mình sẽ cài cái VMware tool lên, các bạn install cái VMware tool lên. Khi mà các bạn mở phần này thì ở bên trong cái máy ảo của mình đây, nó chèn thêm một cái VMware tool ở trong cái DVD, các bạn mở này lên và các bạn chọn run ha, run setup 64 và nó bắt đầu cài đặt. Bạn có thể mở trong cái Windows Explorer thì bên trong này mình thấy một cái CD liên quan đến cái VMware tool, đây nó đây, và cái file cài đặt là setup64.exe. Mình có thể cài trực tiếp từ đây hoặc là từ cái menu mà hồi nãy nó gợi ý, chọn next hay chọn typical luôn, nó sẽ tự cài cho mình. Quá trình cài đặt của mình mất khoảng vài phút thì các bạn đợi tí. Cái này nó có liên có sử dụng internet để nó tải cái gói từ internet về. Rồi sau khi mà các bạn cài xong thì tí nữa chúng ta sẽ kéo được cái file ở ngoài máy thực vào máy ảo. Rồi sau khi chúng ta cài xong, các bạn chọn finish giúp thầy và nó yêu cầu chúng ta sẽ khởi động lại, khởi động cái máy ảo của chúng ta lại. Sau khi mà các bạn cài cái VMware tool xong thì ở đây mình sẽ thấy là reinstall, tức là mình đã cài rồi. Bây giờ mình thử mình kéo cái file từ máy thực vào máy ảo và nó đã cho mình copy vào. Như vậy bây giờ các bạn có thể chuyển bất kỳ cái file gì, ví dụ như là mình chuyển một cái thư mục vào bên trong thì nó cũng cho cái thư mục này vào trong luôn đó, và vào bên trong máy của chúng ta thì chúng ta có thể mở cái thư mục này lên đó, ở bên trong chúng ta có thể mở cái thư mục này lên bình thường nhé. Rồi như vậy chúng ta đã cài được cái VMware tool vào trong máy ảo để chúng ta chép dữ liệu từ máy thật vào máy ảo.